Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Thương nhân Kinh doanh Biên mậu Việt Nam VBTA đã chính thức được thành lập. Hiệp hội được thành lập trên cơ sở quyết định số 1188 QĐ về việc thành lập Ban vận động Thương nhân Kinh doanh Biên mậu Việt Nam. Bộ Nội vụ đã có quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Thương nhân Kinh doanh Biên mậu Việt Nam. Hiệp hội Thương nhân Kinh doanh Biên mậu Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh biên mậu hoặc thương mại biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương.